Xin chào anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Như vậy là kênh đã phần nào truyền tải đến anh em rất nhiều đội hình khác nhau, từ hệ nhà rồng, Olaf Bluetooth, Kale đến cả những thể loại đấu sĩ, vai u thịt bắp rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, vẫn còn những bộ cờ mặc dù không phổ biến, không quá thịnh hành, nhưng đó cũng chính là ưu điểm. Bởi nếu bạn biết cách chơi và vận hành tốt nó, những đội hình này vẫn là một thế lực đáng gờm và độc đáo trong meta. Hôm nay Cà Phê Nhân Phẩm sẽ giới thiệu cho anh em một bộ cờ như vậy. Một đội hình dựa vào sức mạnh của bộ đôi quân cờ mới và được xem như cặp tình nhân trong Liên minh huyền thoại bấy lâu. Hẳn các bạn cũng đã đoán ra được ai rồi phải không ạ? Vâng, chào mừng anh em đến với hướng dẫn xây dựng đội hình hộ pháp tinh anh với Seiya và Rakan làm chủ lực. Hey, I have an evil plan. You're sure it's an evil plan? Từ ngày xưa, hộ pháp vốn không là một hệ được coi trọng trong trò chơi. Từ việc đặc điểm xếp đội hình co cụm đến việc tính liên kết của các quân cờ ở mức thấp khi chỉ có mỗi Azir và Javan là cùng thuộc tộc chiến tướng mà thôi. Tuy nhiên đặc thù lớn nhất của hộ pháp khiến nó bị yếu đi ở chặng 1 của mùa 4, đó chính là bạn chỉ có thể đạt mức kết hợp cao nhất của hộ pháp, mức 6, khi và chỉ khi có hộ pháp tinh anh. Đây là điều cản trở rất lớn đến những cờ thủ muốn xây dựng đội hình dựa trên hệ này. Bởi nếu chỉ có 4 hộ pháp thì không đủ mạnh về cuối trận. Trong khi đó, việc đợi ra được Azir 5 vàng để chơi 6 hộ pháp cũng là điều rủi ro. Tuy nhiên giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Với việc ra mắt với hai quân cờ cùng hệ hộ pháp là Seiya và Rakan lại có cùng tộc thần rừng, hộ pháp giờ đây khỏe hơn rất nhiều khi bạn không nhất thiết phải có tinh anh trong đội hình để build đủ 6 hộ pháp nữa. Đó là chưa kể với thần rừng, Seiya và Rakan có thể kẹp thêm on về cuối trận đấu, giúp cho đội hình này được mạnh mẽ hơn giờ dàn trang bị chế tác từ ông chủ lò rèn. Quan trọng hơn thì hộ pháp giờ đây đã có một chủ lực gánh đội đúng nghĩa, đó là Seiya. Cô nàng giờ đây sẽ cùng với Kennen đảm đương trọng trách gây sát thương, và thực sự mà nói, Seiya là một quân cờ carry thú vị, bớt nhàm chán hơn mặt bằng chung hiện nay khá nhiều. Dù cho Rakan vừa qua đã có một đợt giảm sức mạnh ngay giữa phiên bản, tuy nhiên đó cũng chỉ là để đưa anh chàng này về lại đúng với giá trị 2 vàng vốn có của mình mà thôi. Không thể nào một quân cờ có giá thành thấp lại có công năng và sức mạnh ngang với những quân cờ như Sen và Irelia được. Ok, vậy thì chúng ta sẽ xây dựng đội hình này cụ thể gồm những cái tên nào đây? Hoạt động tốt nhất khi có tinh anh hộ pháp, anh em sẽ cần đủ 5 quân gồm Javan, Rakan, Kennen, Seiya và Azir. Khi chưa thể tìm ra Azir thì cô nàng nhện Elise sẽ là giải pháp thay thế tạm thời. Bổ sung thêm vào Kindred hoặc Kale để kích thêm đao phủ cho Seiya, khiến cô ta gây sát thương chí mạng lên mục tiêu còn thấp máu. Ngoài ra thêm cả On như mình đã nói để kích hệ thần rừng, đồng thời đúc đồ cho dàn đội hình được khỏe hơn. Và cũng bởi vì On là tiên phong, thế nên sử dụng một tiên phong nữa như Aatrox sẽ giúp cho team thêm cứng cáp. Mặt khác, cú gom cờ từ xa của Aatrox cũng kết hợp rất tốt với combo bão sấm sét của Kennen. Một kiểu khác là nếu sử dụng Kale thay vì Kindred, ta cũng có thể kẹp kèm Lee Sin để tạo đột biến thay vì Aatrox và kích hai thánh thần. Trong trường hợp không có tinh anh hộ pháp thì anh em sẽ phải nhét thêm cả Elise và hy sinh đi tiên phong Aatrox thì mới có đủ 6 hộ pháp. Ra đội hình lúc này sẽ yếu hơn khá nhiều, thế nên tinh anh khuyên dùng trong tình huống này tốt nhất lên là chiến tướng rơi vào Javan, hoặc thần rừng rơi vào Seiya hoặc Rakan. Lúc này chúng ta cũng bỏ luôn On để thêm vào một quân 5 tiền khỏe khác như là Seth chẳng hạn. Dù gì đi nữa thì hộ pháp tinh anh vẫn sẽ tốt nhất cho bạn. Ok, thế đâu là những carry, những nhân tố gánh đội đây? Hãy bắt đầu với Seiya trước nha. Với chiêu thức vô cùng đặc biệt, bão tố nổi dậy, Seiya là một trong số ít quân cờ gây cả hai sát thương, bao gồm sát thương vật lý dựa trên lượng đam tay khi quăng lông ra và sát thương phép khi thu lông về. Thêm nữa thì đặc điểm không thể chọn là mục tiêu và bất khả xâm phạm khi nhảy cũng giúp cho Seiya tự bảo vệ bản thân mình khá tốt. Thế nên nằm đấu công lý, với khả năng gia tăng cả sức mạnh cho hai dạng sát thương của Seiya là trang bị tốt nhất. Có một hay hai cái đều tốt cả. Song song với đó thì một trang bị bảo vệ như là giáp thiên thần cho Seiya là điều cũng nên phải có. Trong trường hợp không có đủ 2 năm đấm, các món đồ như là thương Sojin, dao điện, cuồng đao Winsu cũng tạm thời chấp nhận được cho cô nàng Pestaya này. Tiếp theo thì chắc chắn sẽ phải là Kennen. Kennen cho bạn lượng sát thương diện rộng kèm làm choáng cực kỳ tốt, và là tiền đề để Seiya có thể quăng lông nhiều mục tiêu. Một cái quỷ thư Morello cho Kennen là miễn bàn để gây vết thương sâu. Song hành với đó là giáp thiên thần nhằm đảm bảo hiệu lực duy trì của bão sấm sét
kể cả khi Kennen nằm xuống. Cuối cùng thì bạn có thể bổ sung thêm một món phép nữa cho Kennen, có thành phần từ gậy quá khổ như nỏ sét, mũ phù thủy, găng bảo thạch và âm lưu đền. Tuy nhiên nếu như Kennen không thể lên sớm hoặc ra nhiều đồ tanh như dự kiến, thì Rakan hay Javan sẽ là cái tên được tin dùng hơn, tùy thuộc vào quân cờ nào lên được 2 sao và khỏe trước. Với hai cái tên này thì chúng ta đều có thể sử dụng chung nguồn trang bị hiệu quả, bao gồm tim băng, nỏ sét, thú tượng thạch giáp, giáp lửa, giáp gai, giáp máu, vua rồng, thông đạo Zeroth, v.v. và mê mây. Chuyển đến phần xếp cờ nào anh em. Điểm đặc trưng khi chơi các đội hình hộ pháp là chúng ta cần phải xếp cờ co cụm để đem lại hiệu lực lá chắn. Thế nên đây cũng không phải ngoại lệ. Sẽ có hai cách xếp phổ biến như sau. Thứ nhất, nếu Kennen khỏe, có giáp thiên thần, hãy ưu tiên để lên đầu nhằm tích bão sấm sét càng nhanh càng tốt. Các quân cờ còn lại thì án ngữ ở phía sau, Saya ở trung tâm đội hình. Các quân lính cát nên bọc cạnh Kennen để giảm bớt gánh nặng cho quân cờ này, hoặc xếp xuống dưới nếu có sát thủ. Thứ hai, xếp vào một bên góc. Cách này hiệu quả khi đối thủ cũng sử dụng đội hình co về một phía. Ngoài ra thì cách này cũng bao bọc Kennen tốt hơn, phòng khi quân cờ này chưa đủ khỏe. Thêm nữa với cách chơi này thì Saya sẽ vươn lên cao lên một chút để tầm sử dụng chiêu thức có phạm vi ảnh hưởng lớn hơn. Phần đội hình đã rõ rồi, giờ thì là lúc triển khai chúng cho thật xác thôi nào. Dễ thấy thì gần một nửa trong số đội hình này từ 4 đến 5 vàng. Thế nên trọng tâm của chúng ta là chơi up cấp, đạt được chest 8 nhanh nhất có thể để hoàn thiện dàn cờ. Lượm trước vài cái nước mắt nếu bạn chủ đích chơi Saya ở những vòng đi chợ đầu tiên, vì nó cần 2 cái nắm đấm, đồng thời triệt tiêu cơ hội chơi pháp sư của các nhà khác. Hãy lên cấp sớm, và nếu may mắn như mình trong video, bạn sẽ dễ dàng hoàn thành nhanh dàn hộ pháp với sự xuất hiện của Saya. Tuy nhiên nếu không thì ta cũng có thể có nhiều cách triển khai. Sử dụng bộ 3 cuồng giáo với xuất phát điểm Elise, bộ 3 chiến tướng với Javan cũng rất ok. Nhìn chung đội hình này không khó chơi. Trước khi đạt đến 6 hộ pháp thì ở các mốc 2 hay 4 ta nên chỉ ráp thêm một bộ kèm theo và xếp co cụm lại trên sân là được. Sau khi hoàn thiện dàn cờ rồi thì hãy chú ý thay đổi vị trí của các chủ lực trên sân sao cho hợp lý. Thông thường Kennen đứng giữa sân là đẹp nhất. Tuy nhiên nếu đối thủ bo hết sang một cánh thì ta cũng nên đưa Kennen về bên đối xứng tương ứng. Hay Saya cũng cần phải thay đổi. Đôi lúc bạn sẽ đưa cô nàng lên cao hơn để lấy đam trước. Đôi lúc sẽ kéo xuống dưới để né những chiêu thức khó chịu từ đối phương nhằm được chơi game lâu hơn. Vậy những ưu nhược điểm của đội hình này là gì? Ưu điểm là không nhiều người chơi, khó bị tranh bài. Tất nhiên là trước khi video này ra mắt, sát thương diện rộng lớn. Nhược điểm là việc co cụm dễ bị khắc chế bởi những nguồn sát thương diện rộng mạnh, máy chiếu. Chỉ khỏe khi có hộ pháp tinh anh. Lời khuyên, phương án quay xe cho anh em sẽ là bộ cờ thiện xạ hộ pháp, trong điều kiện sẽ ra nhiều thiện xạ từ sớm, trong khi Saya thì vẫn chưa thấy đâu. Và vừa rồi mình đã cùng với anh em đi vào tìm hiểu cũng như là hướng dẫn xây dựng đội hình hộ pháp tinh anh, một bộ cờ không thể gọi là quá mạnh, quá xuất sắc. Tuy nhiên trong bối cảnh các đội hình khác đang hot hơn, ta cứ một mình một ngựa có khi lại hay. Không tin thì mời anh em xem lại hành trình mình đạt top 1 bằng đội hình này, mà thậm chí còn không sử dụng cả Azir ngay sau đây để kiểm chứng sức mạnh nha. Đừng quên like, share nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, cũng như là subscribe kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những giao án thú vị, những bộ bài anti-meta của cà phê nhân phẩm trong thời gian tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.